Thì đến với lại buổi workshop ngày hôm nay thì mình cũng rất là mong muốn để xem được những cái tính cách và những cái khả năng của các bạn diễn viên trẻ ở cái thế hệ mới. Ngay cả những bạn không có trong lĩnh vực diễn viên điện ảnh thì cũng có cái cơ hội để tiếp xúc với mình. Đã nhận cho mình một cái vai diễn hành động thì chắc chắn bạn phải biết hành động, bạn phải có một cái nền tảng, ít nhiều làm được trên 50% những cái cảnh hành động đó. Thì mình cảm thấy đây là một cái vai trò rất là khó. Nếu mà nói về dàn diễn viên trẻ đang có mặt và được sự chú ý ở điện ảnh Việt Nam không thì không đủ. Bởi vì thế thì mình cũng đang mong muốn tìm kiếm được một thế hệ mới mà có thể nối bước theo mình cho cái vai trò này, cho lĩnh vực điện ảnh Việt Nam. Nỗi sợ chỉ là cảm giác. Đừng để nỗi sợ ngăn cản bạn. Khi đối mặt với nỗi sợ, bạn sẽ làm được tất cả.